Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin tiết lộ nguyên nhân thảm kịch lây nhiễm trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt sau khi ghé thăm Đà Nẵng. Tin từ Hải quân Mỹ cho biết, một thủy thủ trên tàu USS Theodore Roosevelt đã bị nhiễm virus cúm Vũ Hán và tử vong hôm 13 tháng 4 do các biến chứng liên quan đến căn bệnh này. Đúng 11 ngày sau khi người chỉ huy con tàu bị sa thải vì đã lên tiếng quan ngại rằng Hải quân Hoa Kỳ đã làm quá ít để bảo vệ sức khỏe các thủy thủ của ông. Nhìn vào con tàu Roosevelt, các quan chức quân sự cấp cao nói rằng họ lo ngại về các tàu chiến và các nhiệm vụ khác ở khắp nơi trên thế giới của nước Mỹ. Được biết con tàu USS Theodore Roosevelt đang cập cảng ở đảo Guam trong tình trạng dịch cúm Vũ Hán lan nhanh trên tàu. Bác sĩ trên tàu đưa ra cảnh báo khoảng 50 thủy thủ có thể tử vong, theo tờ New York Times và Daily Mail đưa tin. Tuy nhiên, cấp trên của họ đã không muốn sơ tán toàn bộ con tàu. Đây là hình ảnh rất đông phóng viên và cán bộ chiến sĩ tại Đà Nẵng đã đón tiếp thủy thủ tàu USS Theodore Roosevelt ghé thăm cảng Đà Nẵng trong chuyến thăm 4 ngày. Tàu sân bay này từng ghé thăm cảng Đà Nẵng của Việt Nam 4 ngày hồi tháng trước, từ ngày 5 tới ngày 9 tháng 3 năm 2020. Một điều đáng ngạc nhiên là phía Việt Nam, nhất là khu vực Đà Nẵng, không có báo cáo ai bị nhiễm virus cúm Vũ Hán, trong khi có hàng trăm người Việt Nam, bao gồm các quan chức chính quyền và sĩ quan hải quân, các nhà báo và người dân đã tiếp xúc trực tiếp với đoàn thủy thủ này. Một câu hỏi đang được đặt ra, nguyên nhân từ đâu mà thủy thủ tàu đã bị lây nhiễm? Và trước đó, vào hồi tháng 2 năm 2020, theo Trang Time, du thuyền Diamond Princess, nơi bùng phát 712 ca nhiễm virus cúm Vũ Hán, đã có 5 lần ghé qua nhiều cảng ở cả 3 miền Việt Nam để đón khách. Báo Thanh Niên cho biết, riêng cảng Chân Mây ở Huế đã có hơn 1.200 hành khách được duyệt nhập cảnh và thực tế có gần 500 hành khách lên bờ vào hôm 27 tháng 1. Tuy nhiên, cho đến nay cũng không có ca nhiễm nào xảy ra với người Việt Nam được báo cáo, mặc dù con tàu này rất nhiều người đã bị nhiễm bệnh sau đó. Vào cuối tuần qua, 4 thủy thủ của tàu Roosevelt đã đưa vào bệnh viện để theo dõi các triệu chứng do virus cúm Vũ Hán gây ra. Hải quân Mỹ đã cho biết như vậy. Tất cả họ đều trong tình trạng ổn định và không ai cần phải được chăm sóc đặc biệt hay phải dùng đến máy trợ thở cả. Tuy nhiên, diễn biến mới xảy ra là hết sức bất ngờ. Và người thủy thủ tử vong này với danh tính không được tiết lộ, ban đầu đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm Vũ Hán vào hôm 30 tháng 3. Năm 2020 và được đưa đi ra khỏi tàu để cùng cách ly với 4 thủy thủ khác tại căn cứ Hải quân Mỹ ở đảo Guam. Vào hôm 9 tháng 4, thủy thủ này đã không phản hồi trong lúc kiểm tra y tế và đã được chuyển đến một phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện địa phương ở đây. Và 3 tàu sân bay khác, Ronald Reagan, Carl Vinson và Nimitz, đã có các thủy thủ dương tính với virus và Hải quân đang gấp rút giải quyết các trường hợp của họ. Và đây là điều đặt ra một tình cảnh hết sức khó khăn cho Hải quân của Mỹ khi họ hoạt động trên khắp thế giới với những con tàu sân bay và đang phải đối diện với việc phải sơ tán tất cả các thủy thủ ở đây đi. Thì đây là điều mà có lẽ Trung Quốc rất mong muốn. Và cái chết hôm 13 tháng 4 là ca tử vong đầu tiên của đoàn thủy thủ với khoảng 4.860 người, trong đó có 585 người đã xét nghiệm dương tính với virus cúm Vũ Hán tính tới ngày 13 tháng 4 năm 2020. Đây là con số rất lớn. Đây là hình ảnh Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật ở thành phố Đà Nẵng đã thực hiện giám sát thân nhiệt toàn bộ thủy thủ tàu sân bay khi nhập cảnh vào Việt Nam và đương nhiên không phát hiện ra bất cứ một biểu hiện nào của bệnh viêm phổi Vũ Hán. Và hơn 4.000 thủy thủ đã được chuyển lên bờ. Một số thủy thủ được giữ lại trên con tàu khổng lồ này để theo dõi các lò phản ứng hạt nhân và các hệ thống nhạy cảm khác. Phía Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết như vậy. Tàu Roosevelt gặp khủng hoảng về virus cúm Vũ Hán đến nỗi người chỉ huy dân sự của Hải quân Mỹ Thomas Modi đã sa thải chỉ huy của con tàu này vào hôm 2 tháng 4. Tuy nhiên, 5 ngày sau đó, ông Modi đã từ chức sau khi đáp máy bay lên tàu và đưa ra một phát biểu, trong đó ông Modi xúc phạm người chỉ huy là đại tá Brett Kosgei và chỉ trích các thủy thủ vì đã ủng hộ ông Kosgei. Bên cạnh đó, tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã ban đầu đã chỉ trích đại tá Kosgei vì đã viết một bức tâm thư
trong đó miêu tả tình trạng đen tối trên con tàu và khẩn khoản yêu cầu cấp trên sơ tán phần lớn các thủy thủ để cách ly trước khi bị bệnh dịch vụt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng sau đó nói rằng ông không muốn sự nghiệp của ông Kosi bị hủy hoại chỉ vì một sai lầm. Ông Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng vào hôm 4 tháng 4 đã trách cứ đại tá Kosi vì cho các thủy thủ lên bờ khi ghé thăm Việt Nam đã khiến họ bị lây bệnh và nhiễm virus cúm Vũ Hán. Và bản thân đại tá Kosi cũng đã bị nhiễm cúm Vũ Hán. Tàu sân bay Mỹ đã thăm cảng Đà Nẵng từ mùng 5 đến mùng 9 tháng 3 và tại thời điểm đó Việt Nam chỉ có 16 trường hợp cúm Vũ Hán mà đa phần ở các tỉnh phía Bắc được ghi nhận. Nhưng tại sao những thủy thủ của tàu sân bay lại bị nhiễm nhiều như thế ngay tại Đà Nẵng sau khi rời Đà Nẵng đi? Thì đây là một câu hỏi đặt ra với việc chống dịch tại Việt Nam. Và đô đốc Robert Booker của Hải quân Mỹ đang tiến hành một cuộc điều tra về sự bùng phát dịch virus Vũ Hán trên tàu Roosevelt và các sự kiện liên quan trên đó, và kết quả có thể sẽ được đưa ra trong tuần này. Và nguyên nhân các thủy thủ trên tàu nhiễm virus có thể là do chuyến thăm 4 ngày tại cảng Đà Nẵng, Việt Nam. Một số thủy thủ đã lưu trú tại khách sạn Vanda, nơi sau đó phát hiện hai bệnh nhân người Anh nhiễm cúm Vũ Hán đi cùng chuyến bay VN0054 với nữ bệnh nhân số 17 và ông tiến sĩ giáo sư, phó chủ tịch hội đồng lý luận trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Quang Thuấn. Sự kiện phát hiện hai bệnh nhân số 17 và 21 đã ghi dấu sự bùng phát số lượng ca lây nhiễm ở Việt Nam cho đến nay. Đây là hình ảnh các thủy thủ của tàu USS Theodore Roosevelt đã ở lại khách sạn Vanda Đà Nẵng khoảng từ ngày 8 tháng 3, nơi phát hiện hai nhân viên đã nhiễm cúm Vũ Hán là số 28 và 29 đi cùng chuyến bay VN0054 với nữ bệnh nhân số 17 nổi tiếng. Sau đó 36 khách đang lưu trú tại cũng bị cách ly tại khách sạn này từ ngày 8 tháng 3 đến ngày 22 tháng 3. Khả năng là sự lây nhiễm bắt đầu tại địa điểm này, thông tin được đưa ra. Và tàu neo đậu ngoài khơi và đưa các thủy thủ vào cảng bằng những chiếc thuyền nhỏ. Họ ở khách sạn mà ở đó đã có hai người Anh dương tính, theo tờ New York Times đăng tải. Vào ngày thứ Tư và ngày cuối cùng ở Đà Nẵng, sau khi hàng chục thủy thủ đã dành ít nhất một đêm nghỉ lại tại một khách sạn nơi hai người quốc tịch Anh bị xét nghiệm dương tính với virus cúm Vũ Hán, thuyền trưởng tàu Roosevelt đã ra lệnh cho một số thuyền viên quay trở lại tàu vì sợ họ có thể bị phơi nhiễm. Những người đã ở lại khách sạn ngay lập tức bị cô lập, theo báo New York Times chia sẻ thông tin như vậy. Và ngay sau khi nhận được tin, tàu Roosevelt đã ra lệnh cho các thủy thủ quay lại tàu. Và khi tàu Roosevelt quay lại bờ biển, thì các thủy thủ ở trên được theo dõi chặt chẽ trong 14 ngày. Trong 14 ngày đó, máy bay từ Nhật Bản và Philippines đã đến tàu để tiếp nhu yếu phẩm. Đây là một thông tin cũng được tiết ra. Và sau đó, vào sáng ngày 24 tháng 3, họ nhận được mã River City, có nghĩa là giảm các phương thức liên lạc. Hầu hết thủy thủ không được truy cập Internet hay gọi điện thoại. Ba thủy thủ ở bộ phận lò phản ứng hạt nhân trên tàu dương tính với cúm Vũ Hán đã được đưa đến Bệnh viện Hải quân ở đảo Guam. Hai ngày sau là ngày 26 tháng 3, tàu Roosevelt đã cập cảng ở đảo Guam và toàn bộ thủy thủ bắt đầu được xét nghiệm. Đã có một cuộc tranh luận giữa hạm trưởng Kosi và cấp trên của ông, chuẩn đô đốc Stuart Parker. Các chỉ huy cấp cao của Hải quân, bao gồm cả ông Modi, cũng nghe về chuyện này ở Washington. Và mặc dù ông Kosi muốn sơ tán gần như toàn bộ thủy thủ đoàn để kiểm tra và xét nghiệm, cách ly và khử trùng tàu, nhưng chuẩn đô đốc Baker phản đối. Ông nói rằng các biện pháp ít quyết liệt hơn vẫn đảm bảo và bảo vệ được thủy thủ đoàn và giữ cho tàu Roosevelt hoạt động. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo vào hôm 4 tháng 4 năm 2020 và đại tá hải quân Brett Kosi, chỉ huy của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, đã bị cách chức. Ông Kosi đã ám ảnh với những gì đã xảy ra trên tàu Diamond Princess, du thuyền có 2.600 hành khách trong các cabin khác nhau và hơn 700 người trên tàu này đã dương tính với cúm Vũ Hán và 8 người sau đó đã tử vong. Tình hình trên tàu của Kosi có khả năng còn tồi tệ hơn nhiều. Gần 5.000 thủy thủ ngủ chung trong không gian chật hẹp. 8 thủy thủ dương tính với cúm Vũ Hán có triệu chứng nghiêm trọng đã được sơ tán đến bệnh viện của Hải quân ở đảo Guam, theo tờ báo New York Times đưa tin. Vào ngày 30 tháng 3, sau 4 ngày bị cấp trên từ chối, hạm trưởng Kosi đã quyết định
soạn một email. Các thủy thủ không cần phải chết. Ông Kozy đã viết trong bức thư gửi 20 quan chức hải quân khu vực Thái Bình Dương để yêu cầu giúp đỡ. Và là người tốt nghiệp Học viện Hải quân với gần 30 năm phục vụ trong quân đội, ông Kozy biết rằng email này có thể kết thúc sự nghiệp của ông. Bạn bè của ông cho biết như vậy. Và quân đội Mỹ đã đánh giá cao hệ thống cấp bậc của mình và theo đó ông Kozy đáng lẽ nên tiếp tục thúc đẩy cấp trên hành động. Và ông Kozy đã đưa email cho một số sĩ quan cấp cao nhất trên tàu. Họ nói với ông họ cũng muốn ký tên vào email. Tuy nhiên, thuyền trưởng Kozy không cho họ làm điều đó vì lo cho sự nghiệp của họ cũng bị ảnh hưởng sau khi lá thư này được đăng tải. Lá thư của thuyền trưởng Kozy đã đánh thẳng vào lập luận mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát của chính quyền. Đây là hình ảnh tàu du lịch Diamond Princessin đậu tại cảng Yokohama có 712 ca nhiễm bệnh trong tổng số 3.700 người trên tàu đi du lịch qua nhiều nước, trong đó có 5 lần ghé 3 miền ở Việt Nam khi dịch cúm Vũ Hán đang bùng phát ở Trung Quốc vào hồi tháng 2 năm 2020. Bức thư trên sau đó được lan truyền nhanh chóng trên các tờ báo lớn khiến ông Modi nổi giận. Ông Modi sau đó quyết định sa thải hạm trưởng Kozy. Khi ông Kozy rời khỏi tàu lần cuối, hàng trăm thủy thủ đã tập trung lại và cổ vũ cho ông. Các đoạn video quay lại cảnh này được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện và mạng xã hội. Và như vậy, hàng triệu người đã theo dõi và biết được tình cảnh tại con tàu này. Và điều này, theo các quan chức của Hải quân, làm ông Modi tức giận. Hành động tiếp theo của ông Modi là làm các quan chức Lầu Năm Góc choáng váng và khiến các thủy thủ trên tàu phản ứng dữ dội hơn nữa. Ông Modi đã bắt chuyến bay tốn 240.000 đô la đến đảo Guam. Khi hạ cánh, ông đã lên tàu Roosevelt và thực hiện một bài phát biểu dài 15 phút mắng mỏ các thủy thủ đã ủng hộ ông Kozy. Và ông Modi đã nói ông Kozy quá ngây thơ hay quá ngu ngốc để chỉ huy tàu sân bay. Ông cũng nói các thủy thủ không bao giờ nên tin vào thuyền trưởng, không bao giờ nên tin vào truyền thông và đổ lỗi cho Trung Quốc về việc gây ra virus. Chưa đầy 30 phút sau, ông lên máy bay và biến mất. Bài phát biểu này nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên mạng. Các quan chức, hải quân ngập trong các cuộc gọi của phóng viên. Ông Modi còn làm mọi việc tệ hơn bằng cách tuyên bố tôi giữ nguyên mọi lời tôi nói. Đến lúc này, các nhà lập pháp và giới chức quân sự đã kêu gọi sa thải ông Modi. Đây là hình ảnh hàng trăm thủy thủ đã vỗ tay cổ vũ cho thuyền trưởng Brett Kozy lúc ông rời tàu sân bay USS Theodore Roosevelt sau khi bị sa thải vì bức thư cầu cứu về đại dịch cúm Vũ Hán đang tràn lên trên chiếc tàu sân bay do ông chỉ huy. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mark Esper đã nói với ông Modi rằng ông ấy sẽ phải xin lỗi. Sau đó, ông Esper cũng chấp nhận đơn từ chức của ông Modi. Hình ảnh của báo New York Times đưa tin như vậy. Và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã gọi cho ông Modi và nói ông phải xin lỗi. Các quan chức Bộ Quốc phòng nói với New York Times, thông tin được đưa ra. Và 7 giờ sau khi tuyên bố giữ nguyên lời nói của mình, ông Modi đã phải rút lại chúng. Ông nói, tôi không nghĩ thuyền trưởng Brett Kozy ngây thơ hay ngu ngốc. Ông Modi đã chia sẻ dòng trạng thái này của mình. Tuy nhiên, ông Modi không tránh được hậu quả. Ngày hôm sau, ông Modi đã gọi cho ông SP và xin từ chức. Về phần ông Kozy, ông vẫn đang ở một mình và chống chọi lại cúm Vũ Hán trong một khu dành cho khách ở căn cứ đảo Guam. 584 thủy thủ trên tàu Roosevelt dương tính với virus cúm Vũ Hán cũng đang cách ly trên đảo Guam cùng với gần 4.000 thủy thủ được đưa ra khỏi tàu. Một thủy thủ nhiễm virus đã phải vào phòng chăm sóc đặc biệt trên đảo. Và các quan chức hải quân cho biết tàu Roosevelt có thể được khử trùng và sẵn sàng tiếp tục hoạt động tại Thái Bình Dương trong tháng này. Và hơn 345.000 người cũng đã đăng ký một bản kiến nghị trực tuyến để phục chức cho ông Kozy. Nhìn vào tàu Roosevelt, các quan chức quân sự cấp cao nói rằng họ lo ngại về các tàu chiến khác đang làm nhiệm vụ ở khắp nơi trên thế giới. Từ góc nhìn của mình, không nên nghĩ rằng vấn đề của tàu Roosevelt chỉ xảy ra một lần. Tướng John Head, Phó Chủ tịch Tham mưu trưởng Liên quân cho biết vào hôm 9 tháng 4 năm 2020. Và nước Mỹ với vai trò quan trọng hàng đầu, khi cùng với các nước đồng minh và đối tác quan trọng trên thế giới ủng hộ tự do hàng hải, tự do hàng không theo các công ước quốc tế
đã được ký kết. Và việc thủy thủ tàu sân bay Mỹ đã hy sinh sau khi ghé thăm cảng Đà Nẵng do đại dịch viêm phổi Vũ Hán từ Trung Quốc tràn sang là một điều hết sức đáng suy nghĩ. Việt Nam hơn lúc nào hết trong lúc này cần phải đề phòng và cảnh giác cao độ hơn nữa với các âm mưu của thủ đoạn mà có thể do Hoa Nam tình báo cục của Trung Quốc gây ra. Họ sẽ bằng mọi cách phá hoại sự hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt là về lĩnh vực quân sự, để hoàn toàn độc chiếm Biển Đông. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba ngày 14 tháng 4 năm 2020. Bản tin tiết lộ nguyên nhân thảm kịch trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt sau khi ghé thăm Đà Nẵng. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de